Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giá Heo Hơi hôm nay. Và nếu anh chị mới ghé kênh cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video, ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giá Heo Hơi hàng ngày của chúng tôi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi ngày 5 tháng 6 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, mấy ngày qua giá lợn hơi giảm nhẹ trên cả nước xuống mốc dưới 100.000 đồng trên kg. Nhiều người cho rằng đó là do thông tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép nhập khẩu lợn sống đã khiến nhiều trang trại và nông hộ vội vàng xuất bán lợn, tranh thủ lúc giá lợn đang cao ở mức đỉnh điểm. Và trong ngày hôm nay, thị trường miền Bắc cũng như là thị trường miền Nam, nhiều tỉnh đã giảm từ 1 đến 3 giá so với những ngày trước đó. Để bình ổn giá thịt lợn thì bắt buộc phải có đủ nguồn cung. Nhưng hiện nay lợn giống lại vô cùng đắt đỏ và vô cùng khan hiếm, đã khiến cho mục tiêu tăng đàn lợn tương đương đầu năm 2019, tức là khi đó chưa có dịch tả lợn châu Phi, là vô cùng khó khăn. Và ước tính cả nước hiện nay đang thiếu khoảng 1 triệu lợn nái cho đủ nhu cầu tái đàn. Và giải pháp nhập khẩu lợn nái từ nước ngoài về đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai. Do vậy thì giải pháp này cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phát huy được tác dụng. 250 con lợn bố mẹ được công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng quốc tế Việt Nam đã nhập từ Thái Lan về trong giữa tháng 5 vừa qua. Đây là lô lợn đầu tiên trong tổng số 20.000 con lợn nái và 200 con lợn đực giống được nhập khẩu về để nhân giống tái đàn tăng đàn ở trong nước. Theo ông Phan Trần Sung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng quốc tế Việt Đức ở Hà Nội xác nhận, doanh nghiệp đang thực hiện các thủ tục xin phép nhập khẩu heo thịt từ Thái Lan và chỉ cần hai nước thống nhất các thủ tục xuất nhập khẩu và có giấy phép nhập khẩu từ 3 đến 5 ngày thì lợn Thái Lan sẽ về đến Việt Nam. Và được biết, lợn nhập khẩu nuôi cách ly 30 ngày trước khi đem đi giết mổ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, heo nhập từ Thái Lan về Việt Nam cũng không hề rẻ. Do là heo sống, việc vận chuyển phụ thuộc vào sự kiểm dịch của các nước trung chuyển nên giá thành sẽ đội lên cao, chưa kể quá trình hao hụt. Một thành viên của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, giá heo Thái Lan về đến Việt Nam sẽ dao động khoảng 90 cho đến 92.000 đồng trên kg, như vậy cũng không hề rẻ hơn so với heo hơi ở trong nước là bao. Và hiện nay, các doanh nghiệp lớn có tốc độ tái đàn tăng đàn rất là cao, trên 20%, nhưng các nông hộ nhỏ lẻ lại dè dặt, thậm chí bỏ chuồng không quay lại nuôi nữa. Và hệ quả thì lợn vẫn thiếu và giá lợn hơi vẫn cao, dù nhiều giải pháp đã được đưa ra, đặc biệt là nhập khẩu thịt lợn này, con giống này, và các vấn đề về nhập khẩu lợn sống trong thời gian qua đang được đưa ra. Giá hơi trong ngày hôm nay ở nhiều tỉnh thị trường phía Nam vẫn tiếp tục có xu hướng giảm, mức giảm dao động từ 1 đến 2.000 đồng trên kg heo hơi. Tại thủ phủ chăn nuôi heo ở Đồng Nai hiện nay, giá hơi cũng chỉ còn dao động 95.000 đồng trên kg. Hay tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay ghi nhận giảm 2.000 đồng trên kg và về còn 93.000 đồng trên kg. Và trong ngày hôm nay, lượng heo sống nhập về các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh như chợ Hóc Môn tăng đột biến lên 3.500 con, trong khi trước đó lượng heo về ở khu này chỉ dao động 3.400 cho đến 3.500 con trên một ngày. Lượng heo về nhiều trong khi giá heo mảnh quá cao, dao động từ 110 cho đến 130.000 đồng trên kg, khiến nhiều thương lái tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Theo anh Khởi ở tỉnh Vĩnh Long cho biết, tại các trang trại trên địa bàn hiện nay, giá hơi chỉ dao động mức giá 90 cho đến 92.000 đồng trên kg. Mặc dù giá hơi giảm nhưng vẫn ở mức cao và chưa đủ sức tác động ngay đến thị trường heo bán lẻ ở trong nước. Theo khảo sát ở một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Bình Dương, giá heo thịt vẫn đang dao động mức giá 110 cho đến 220.000 đồng trên kg tùy loại. Ví dụ như thịt ba chỉ đang có mức giá dao động 200.000 đồng trên kg, giò heo dao động 135.000 đồng trên kg hay sườn non dao động 220.000 đồng trên kg. Tại một số chợ bán lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giá thịt heo cũng đang neo ở mức rất là cao, cụ thể như thịt nạc vai dao động 140 cho đến 150.000 đồng trên kg. Ba dọi dao động 170 cho đến 200.000 đồng trên kg, nạc đùi dao động 150 cho đến 160.000 đồng trên kg. Hai các loại thịt cốt lết, sườn non có mức giá dao động từ 140 cho đến 210.000 đồng trên kg tùy loại. Ngoài hai địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở tỉnh Đồng Nai thì giá hơi ở một số địa phương thuộc thị trường miền Nam vẫn đang tiếp tục có xu hướng giảm. Cụ thể như Trà Vinh trong ngày hôm nay ghi nhận chỉ còn dao động mức giá 92.000 đồng trên kg. Sóc Trăng, Cà Mau cũng có xu hướng giảm, dao động mức giá phổ biến 93.000 đồng trên kg. Kiên Giang dao động mức giá 94.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, đối với dòng heo hai bề khung này, nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá dao động mức giá 91 cho đến 92.000 đồng trên kg.
Tỉnh An Giang phổ biến mức giá 94 cho đến 95 nghìn đồng. Đây là mức giá khá là cao ở địa bàn này. Tiền Giang giao động mức giá 94 cho đến 95 nghìn đồng trên kg. Bạc Liêu trong ngày hôm nay có xu hướng giảm về mức 93 cho đến 94 nghìn đồng, tức là giảm giao động từ 1 đến 2 nghìn đồng trên kg. Long An giao động mức giá 94 nghìn đồng trên kg, và đặc biệt đối với tỉnh Vĩnh Long chỉ còn giao động mức giá 90 cho đến 92 nghìn đồng. Đồng Tháp, Bến Tre trong ngày hôm nay cũng có xu hướng giảm. Đồng Tháp nhiều hộ chăn nuôi báo giá giao động 92 cho đến 93 nghìn đồng. Hậu Giang giao động mức giá 94 nghìn đồng, trong khi đó Bến Tre giao động 92 cho đến 94 nghìn đồng cách đây từ 2 ngày qua. Cần Thơ giao động mức giá 94 cho đến 95 nghìn đồng trên kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay, ngoài Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng giảm, thì hiện nay một số địa phương có mức giá ổn định như là Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương đang giao động mức giá phổ biến 94 cho đến 95 nghìn đồng trên kg. Trong khi đó, Bà Rịa Vũng Tàu nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Xuyên Mộc, Châu Đức của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ còn giao động mức giá phổ biến 94 nghìn đồng trên kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay, giá hơi cao nhất là 95 nghìn đồng trên kg. Cụ thể như Lâm Đồng hiện nay là địa bàn có mức giá cao hơn cả, giao động mức giá 93 cho đến 95 nghìn đồng. Đắk Nông phổ biến mức giá 92 nghìn đồng, trong khi đó Đắk Lắk chỉ còn giao động mức giá 90 cho đến 92 nghìn đồng trên kg. Kon Tum cũng chỉ còn giao động mức giá 92 nghìn đồng trong ngày hôm nay, và tỉnh Gia Lai phổ biến mức giá 91 cho đến 93 nghìn đồng trên kg. Còn đối với thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, tuy có xuống giảm nhưng mức giá vẫn rất là cao. Cụ thể như Hà Nội, nhiều hộ chăn nuôi vẫn báo giá giao động mức giá 95.000 đồng trên kg. Hải Dương, Hải Phòng trong ngày hôm nay giảm 1 đến 2 giá, giao động 95 cho đến 96.000 đồng. Hưng Yên cũng chỉ còn giao động mức giá 95 cho đến 97.000 đồng trên kg trong ngày hôm nay. Vĩnh Phúc phổ biến mức giá 94.000 đồng trên kg. Bắc Ninh giao động mức giá 96 đến 97.000 đồng trên kg. Nam Định, Ninh Bình giao động mức giá 95 cho đến 97.000 đồng. Hà Nam cũng chỉ còn giao động mức giá 94.000 đồng trong ngày hôm nay, và Thái Bình trong ngày hôm nay cũng giảm 2 giá về mức 96 cho đến 97.000 đồng trên kg. Như vậy là đối với các tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ trong ngày hôm nay, mức giá giao động 94 cho đến 97.000 đồng trên kg. Còn đối với các tỉnh ở khu Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình, hiện nay giá hơi đang phổ biến 91 cho đến 95.000 đồng trên kg. Một số địa phương như Lai Châu có mức giá cao giao động 94 đến 95.000 đồng, trong khi đó Sơn La nhiều hộ chăn nuôi báo giá chỉ còn 92.000 đồng trên kg. Điện Biên giao động mức giá 91 đến 93.000 đồng, Hòa Bình cũng chỉ còn giao động mức giá 92 cho đến 95.000 đồng trên kg. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực Đông Bắc có mức giá cao như Thái Nguyên, nhiều hộ chăn nuôi vẫn đang báo giá giao động 95.000 đồng trong ngày hôm nay. Phú Thọ giao động mức giá 92 cho đến 95.000 đồng, cũng có xuống giảm trong ngày hôm nay. Bắc Cạn, Tuyên Quang giao động mức giá 94 cho đến 96.000 đồng trên kg. Lạng Sơn trong ngày hôm nay cũng giảm, chỉ còn giao động mức giá 96.000 đồng. Quảng Ninh phổ biến mức giá 95 đến 96.000 đồng, trong khi đó Lào Cai, Yên Bái nhiều hộ chăn nuôi báo giá giao động 94 đến 95.000 đồng. Theo nhiều một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái, giá hơi chỉ còn giao động mức giá 91 đến 92.000 đồng trên kg. Cao Bằng, Hà Giang cũng là địa bàn có mức giá cao trong ngày hôm nay. Hai địa phương này đang giao động mức giá phổ biến 94 cho đến 97.000 đồng trên kg. Bắc Giang cũng chỉ còn giao động mức giá 95 cho đến 96.000 đồng trên kg trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trong ngày hôm nay phổ biến mức giá giao động 90 cho đến 94.000 đồng trên kg. Heo đẹp bán khéo thì mới mức giá 95.000 đồng. Cụ thể như đối với tỉnh Thanh Hóa hiện nay phổ biến mức giá 93.000 đồng trên kg, thậm chí heo nhỏ còn có mức giá thấp hơn nữa. Nghệ An giao động mức giá 92 cho đến 94.000 đồng, Hà Tĩnh cũng phổ biến mức giá 91 đến 93.000 đồng trong ngày hôm nay. Trong khi đó Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nhiều hộ chăn nuôi báo giá giao động 90 cho đến 92.000 đồng. Còn riêng Quảng Trị thì đối với heo áp siêu, nhiều hộ chăn nuôi báo giá 88 cho đến 89.000 đồng trên kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ như Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay cũng giảm giao động từ 1 đến 2 giá, và giá phổ biến giao động mức giá 92 cho đến 93.000 đồng trên kg. Và đặc biệt đối với tỉnh Bình Định trong ngày hôm nay giảm đến 3 giá so với ngày hôm qua, chỉ còn giao động mức giá 91 đến 92.000 đồng trên kg. Phú Yên và Khánh Hòa thì có mức giá cao hơn một chút, giao động mức giá phổ biến 94.000 đồng. Bình Thuận giao động mức giá 93 cho đến 95.000 đồng, trong khi đó nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở tỉnh Ninh Thuận chỉ còn giao động mức giá 90 cho đến 91.000 đồng trên kg. Như vậy, giá hơi trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 6 năm 2020 ở nhiều địa phương trên phạm vi cả nước đều có xuống giảm.
Với tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến rất phức tạp và đang bùng phát ở một số địa phương trên phạm vi cả nước, nguồn heo đang khan hiếm dần, rất có thể trong thời gian tới giá hơi lại sẽ tiếp tục tăng cao. Đó là thông tin về giá hơi trong ngày 5 tháng 6 năm 2020. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giá Heo Hơi hôm nay. Và nếu anh chị mới ghé kênh cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video, ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giá Heo Hơi hàng ngày của chúng tôi.